Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 12. Các nhà thầu, đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa lực lượng, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông. Thành phố Tuyên Quang khẩn trương tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Với việc tăng cường xúc tiến thương mại, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đến thời điểm này, huyện Hàm Yên đã thu hoạch và tiêu thụ được trên 35.000 tấn cam sành. Trên thế giới, Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Anh. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 xác định. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết, thời điểm này, các nhà thầu, các đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa lực lượng, máy móc, thiết bị, nỗ lực hoàn thành và sớm đưa các công trình vào sử dụng. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng chiều dài 40 km kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một dự án quan trọng. Khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách từ Tuyên Quang về thủ đô Hà Nội, mở ra cơ hội lớn cho giao thương phát triển. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công đang được tập trung thực hiện. Đến thời điểm này, công tác giải phóng, giao nhận mặt bằng trên địa phận tỉnh Tuyên Quang đã đạt 98%, đảm bảo cho việc triển khai thi công được đồng bộ. Theo cái chương trình công tác của tỉnh chỉ đạo về đầu tư xây dựng của năm 2021, tập thể lãnh đạo ban cũng đã là có đặt ra cái mục tiêu là rồi là những cái nhiệm vụ đột phá cho từng công trình. Tất cả các công trình đang được triển khai một cách là tốt nhất thì tất cả các dự án chúng tôi đều xây dựng cái kế hoạch chi tiết để các đơn vị là chuẩn bị trước, đặc biệt là các cái nguồn vật liệu nhập ngoại thì sẽ phải là có cái kế hoạch trước để chuẩn bị trước thì sẽ đảm bảo được cái tiến độ. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện để các công trình dự án có thời gian thi công liên tục, không bị đứt gãy. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT188 đoạn km 48+000 đến km 86+300, huyện Chiêm Hóa đi Lâm Bình có chiều dài toàn tuyến hơn 38 km. Với quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp 5 miền núi, hiện đang được ban quản lý và các đơn vị nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn. Đơn vị thi công chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố phần cấp phối đá dăm loại 1. Về đẩy nhanh tiến độ nhưng mà trong quá trình thực hiện thi công tôi vẫn đảm bảo về kỹ thuật, chiều dày theo đúng tiêu chuẩn xây dựng đề ra. Để đến trước 30 tháng 12 này chúng tôi có thể thảm được bê tông nhựa. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, ban quản lý dự án các công trình giao thông và các đơn vị nhà thầu đang tích cực triển khai nhiều phương án, nỗ lực chạy đua với thời gian, quyết tâm hoàn thành toàn tuyến theo đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thiện xong toàn bộ phần nền trước Tết Nguyên đán để đảm bảo đi lại cho người dân. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12, thành phố Tuyên Quang đã ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19. Trước tình hình đó, thành phố đã khẩn trương tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Thôn 2 Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, nơi có ca F0 được phát hiện, các biện pháp phòng dịch cấp bách được thực hiện. Khu vực phong tỏa đã được thiết lập, cách ly 18 hộ dân với 67 nhân khẩu. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng. Cơ quan chuyên môn đã đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Khi có cái ca F0 xảy ra ấy, thì chúng tôi cũng đã thực hiện việc tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn xã cũng như là đặc biệt là khu vực mà có F0 để đối với từng hộ gia đình để nhân dân hiểu và thực hiện chấp hành nghiêm các cái quy định về công tác phòng chống dịch và chỉ đạo thực hiện việc phong tỏa cũng như là chỉ đạo đối với các thành viên ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy thực hiện việc mà phối hợp với thôn để thực hiện việc hỗ trợ rồi là giúp các hộ gia đình trong việc mà công tác hậu cần khi mà các hộ gia đình có nhu cầu trong cái khu vực phong tỏa. Hiện nay, tại các khu vực cách ly phong tỏa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang,
ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là việc tăng cường công tác truyền thông để mỗi người dân an tâm hơn khi thực hiện cách ly. Tôi phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo của phường xuống cùng với tổ Covid cộng đồng nắm tình hình cái nhu cầu của người dân, các hộ dân gia đình, và chúng tôi cũng phát cái phiếu đối với các hộ dân, có hộ dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thì cũng sẽ đăng ký vào cái phiếu đó, và chúng tôi cũng sẽ cử các đồng chí thành viên ban chỉ đạo của phường cùng với tổ Covid cộng đồng sẽ đi mua sắm và gửi lại cho các hộ gia đình theo đảm bảo theo đúng quy định. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là việc phát hiện các ca F0, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm. Thành phố cũng xây dựng phương án kịch bản phòng chống dịch trong trường hợp có thêm ca nhiễm COVID-19, đó là thành lập các trạm y tế di động để chăm sóc điều trị cho các ca bệnh nhẹ, không có triệu chứng. Chúng tôi triển khai ngay các biện pháp cấp bách. Thứ nhất là sẽ triển khai truy vết các cái ca F0, F1, F2 và lấy mẫu gửi để kiểm tra cái kết quả xét nghiệm ngay. Thế còn đối với F0 thì chúng tôi sẽ đưa vào bệnh viện phổi để điều trị. Còn các ca F1 thì sẽ đưa lên khu cách ly của Đại học Tân Trào. Và các ca F2 thì sẽ cách ly tại nhà. Trong vòng sau 3 ngày thì chúng tôi tiếp tục lấy mẫu lần thứ 2. Sau 7 ngày tiếp tục lấy mẫu lần thứ 3. Các cán bộ sẵn sàng là lấy mẫu các cái trường hợp ở trong khu phong tỏa. Dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là vào thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại mua bán của người dân tăng cao. Bởi vậy, cùng với các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tự phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K cộng vaccine để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Còn với các doanh nghiệp, do tác động của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp ở các ngành nghề đều gặp khó khăn. Trước tình hình đó, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang bằng nhiều giải pháp đã tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng duy trì sản xuất, trong đó có việc ký thỏa ước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Giảm chi phí đầu vào trung bình từ 5 đến 10% tùy vào từng loại hàng hóa so với giá hiện hành. Qua đó, tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Đây là những con số tích cực của công ty này sau gần một năm thực hiện việc mua nguyên liệu đầu vào từ một số thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, theo chương trình các doanh nghiệp Tuyên Quang ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Theo chương trình này, các doanh nghiệp thành viên khi sử dụng sản phẩm của nhau, tùy vào từng loại hàng hóa sẽ được giảm từ 1% cho đến cao nhất là 10% so với giá trên thị trường. Các cái sản phẩm, dịch vụ của các cái tổ chức doanh nghiệp mà làm ra trong trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì bước đầu thì đã bắt đầu đi vào cái chuỗi cung ứng nó tương đối là khép kín. Đấy, thì cái này là đã giúp cho doanh nghiệp rất là nhiều trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như kinh doanh dịch vụ, nên là nó cũng ổn định, giúp cho ổn định cái sản phẩm dịch vụ đầu ra rồi được các cái cung ứng sản phẩm dịch vụ đầu vào. Việc ký thỏa ước sử dụng sản phẩm giữa các doanh nghiệp đã được Hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện từ vài năm nay, nhưng điều này càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Tất cả đều trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo lợi ích kinh tế và mang tính cạnh tranh. Từ vài thanh niên tham gia ban đầu, đến nay đã có hơn 90% số doanh nghiệp của hội ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, giao thông vận tải, ngân hàng, vật liệu xây dựng. Việc ký cam kết giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội về cái ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, cái việc này thì hiện nay là chúng tôi cũng thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp mà có những cái nguồn sản phẩm tiêu thụ là nguyên liệu của là sản phẩm của đơn vị này, đồng thời là nguyên liệu đầu vào của các đơn vị khác, thì chúng tôi cũng đã gần như là đã có một cái bước là sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của nhau rất là tốt. Chương trình ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau được triển khai trong Hội Doanh nghiệp tỉnh đã và đang tạo sự gắn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, cùng hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh dựa trên sản phẩm hàng hóa có chất lượng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. Điều này cũng là giải pháp tích cực nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tích cực để cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại thị trấn Sơn Dương, từ khi xuất hiện các trường hợp F1, F2 tại cộng đồng, các tổ dân phố đã huy động các lực lượng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tham gia truy vết các trường hợp.
Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn dân đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi thường xuyên là phổ biến trên cái phương tiện thông tin đại chúng, tức là loa truyền thanh của tổ dân phố, yêu cầu và đề nghị tất cả các gia đình chấp hành nghiêm cái quy định 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra chúng tôi còn có một cái tổ dân quân tự vệ để hỗ trợ cho cái tổ COVID cộng đồng nếu một khi đã cần thiết, nên tình hình mà thực hiện và chấp hành cái việc mà cách ly của các cái hộ gia đình có người thuộc diện F2 và cái chấp hành cái 5K của Bộ Y tế và tổ dân phố của chúng tôi thực hiện rất là tốt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ủng hộ. Đã có hàng nghìn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã tham gia ủng hộ tiền mặt cũng như hiện vật, tạo sự lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân. Tại mỗi địa bàn dân cư, trưởng ban công tác mặt trận đã phát huy vai trò tham gia tổ COVID cộng đồng, góp phần cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả, nhanh chóng các biện pháp phòng chống dịch. Hưởng ứng cái phát động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, thì người dân Tuyên Quang là rất là tích cực hưởng ứng, chung sức đồng lòng để tham gia cái tuyên truyền, cái vận động để mà thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K. Thứ hai nữa là cái chung sức đồng lòng, góp sức, góp của, góp công để mà ủng hộ cái quỹ phòng chống COVID do Mặt trận Tổ quốc từng cấp tiếp nhận. Thế thì có rất nhiều những hình ảnh rất là cảm động từ những người cao tuổi, lực lượng hưu trí, cựu chiến binh, hay rồi thì là có cả những em nhỏ chung tay để đẩy lùi cái dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện những giải pháp cụ thể, đồng bộ cùng với các cấp, các ngành để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí, vật chất để tạo thêm nguồn lực, chung tay đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các ca bệnh ngoài cộng đồng. Các trường hợp này thì đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Liên quan đến việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, là trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua thì liên tục ghi nhận các cái ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Các cái trường hợp này thì đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Vậy thì xin ông cho biết là nguy cơ mắc và khả năng lây nhiễm virus của người tiêm đủ 2 mũi thế nào ạ? Hiện nay thì có rất nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 đúng theo quy định vẫn mắc bệnh COVID-19. Các trường hợp này thì thường là có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng hoặc là chỉ thoáng qua. Cái tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 trở nặng là thấp hơn so với những người chưa tiêm đủ vaccine COVID-19. Và cái thời gian điều trị của cái bệnh của những người đã tiêm COVID-19 là sẽ giảm so với cái người mà chưa tiêm COVID-19. Và cái nguy cơ về tử vong là cũng là thấp hơn. Điều này thì đã được chứng minh qua thực tế, tình hình thực tế trên trong nước cũng như trên thế giới. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì ngành y tế có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là trong việc tiêm phòng vaccine COVID-19? Trong thời gian tới, ngành y tế khuyến cáo người dân là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, cụ thể là 5K, và đặc biệt là phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19 theo đúng thời gian quy định. Hiện nay thì tỉnh Tuyên Quang đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID cho nhân dân đủ 2 mũi trong thời gian tới. Thì để còn đảm bảo thì ngành y tế đã làm lập kế hoạch để tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho những người đã tiêm COVID-19 đủ 2 mũi trong
cuối tháng 12 và đầu năm 2022. Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ. Tại Đà Nẵng, ngày hôm nay, thành phố đã tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho học sinh khối lớp 8 và lớp 9 của các trường học trên địa bàn và người dân của một số địa phương đã tiêm mũi 1. Trong đợt này, thành phố Đà Nẵng bố trí 15 điểm tiêm chủng tại các quận huyện với gần 100 đội tiêm. Học sinh khối lớp 8-9 của các trường trung học cơ sở sẽ được thông báo thời gian đến điểm tiêm theo kế hoạch cụ thể và có sự hướng dẫn hỗ trợ của giáo viên các trường. Các điểm tiêm cũng được bố trí đầy đủ thiết bị, xe cấp cứu và lực lượng y tế, đảm bảo công tác xử lý sau tiêm diễn ra kịp thời, an toàn. Trước đó, hơn 34.000 học sinh lớp 8 và lớp 9 của các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trong đợt tiêm vaccine này, các điểm tiêm sẽ tiếp nhận và tiêm cho người dân chưa được tiêm mũi nào, kể cả người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, cũng như tiêm trả mũi 2 cho người dân. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Với việc tăng cường xúc tiến thương mại, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đến thời điểm này, huyện Hàm Yên đã thu hoạch và tiêu thụ được trên 35.000 tấn cam sành. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc để Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc. Đến thời điểm này, thì huyện Hàm Yên đã thu hoạch và tiêu thụ được trên 35.000 tấn cam sành. Việc tăng cường xúc tiến thương mại, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm đã góp phần nâng cao thu nhập, giúp cho bà con nông dân yên tâm gắn bó và phát triển loại cây ăn quả đặc sản này. Với diện tích trên 20 hectare cam sành, mỗi khi tới vụ thu hoạch, vấn đề đầu ra luôn là mối quan tâm hàng đầu của gia đình anh Nguyễn Bảo Anh ở thôn Ngoài Lộc, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. Năm nay, nhờ chăm sóc tốt, dự tính vườn cam của gia đình anh sẽ cho sản lượng trên 30 tấn quả. Năm nay thì do vấn đề về dịch bệnh thì đầu tiên là cũng rất là đáng lo ngại, nhưng mà thấy huyện và xã quan tâm đến cái quả cam này thì là tín hiệu rất là vui. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp quả cam chất lượng cho huyện và hợp tác xã. Huyện Hàm Yên hiện có trên 7.000 hectare cam, trong đó diện tích cho sản phẩm là gần 5.000 hectare, sản lượng quả đạt trên 80.000 tấn. Trong đó diện tích cam sành chiếm trên 85%, còn lại là các giống cam khác. Vụ thu hoạch cam của năm 2021 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để sản phẩm không bị tồn đọng ép giá, ngay từ đầu vụ, huyện Hàm Yên và Hội Cam Sành đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm cam sành Hàm Yên. Đặc biệt, huyện cũng thành lập tổ công tác thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong việc sản xuất kinh doanh, thu hái, vận chuyển, tiêu thụ cam quả trên địa bàn. Cũng giao cho Hội Cam Sành là đơn vị đầu mối giúp cho huyện để liên kết các công ty, các tập đoàn để tiêu thụ cam mà tới người dân đến nay là cơ bản, người dân cũng rất là ổn định và yên tâm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đầu ra của cam sành Hàm Yên cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, chính quyền địa phương, việc tiêu thụ cam sành sẽ thuận lợi, mang lại giá trị cao cho người sản xuất. Chuyển sang các thông tin văn hóa xã hội. Hôm nay, tại trường Trung học cơ sở Kỳ Lâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương đã tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021-2022. Cuộc thi năm nay có 37 đơn vị trên địa bàn huyện tham gia với 54 dự án. Các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình về sản phẩm của mình thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học trái đất và môi trường, năng lượng, hóa học, năng lượng vật lý, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, phần mềm hệ thống. Đến với cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trường trung học cơ sở thì chúng cháu đến với đề tài thực trạng học trực tuyến của học sinh trường trung học cơ sở do dịch COVID-19. Thì cháu làm cái đề tài này để giúp cho học sinh tạo một cái không gian thoải mái, gần gũi, thân thiện và có thể giúp các em tiếp nhận các cái cách học mới. Tại cuộc thi năm nay, một số dự án dự thi có tính sáng tạo, đầu tư khá công phu, có tính ứng dụng cao, nhất là các dự án đề tài liên quan đến công tác phòng chống COVID-19. Tôi mang đến hội thi một cái dự án mang tên là máy lọc không khí đa năng. Đây là một cái chiếc máy rất là rẻ tiền và có thể được sử dụng trong mọi gia đình. Vì hiện nay thì cái không khí đã bị ô nhiễm và cái máy lọc không khí này chúng tôi sử dụng trong các nhà vệ sinh rồi phòng ngủ và rất là thuận tiện. Thông qua cuộc thi đã khuyến khích các em học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các đơn vị trường học. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,
đánh giá kết quả học tập của học sinh, phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong quá trình học tập tại các trường học. Trước khi tham dự cuộc thi cấp tỉnh thì chúng tôi cũng thành lập một cái ban cố vấn để tiếp tục tư vấn, hướng dẫn cho các nhà trường có cái sản phẩm được chọn dự thi cấp tỉnh để hoàn thiện dự án và chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao tốt nhất. Ban tổ chức đã lựa chọn các dự án tiêu biểu để tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, qua đó góp phần cổ vũ khuyến khích các em học sinh tiếp tục sáng tạo, đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Với mục tiêu phát triển bền vững ngành du lịch, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc để Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hoạt động của ngành du lịch vừa thích ứng an toàn, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Linh và đây là các bạn của mình. Chúng mình đều đang học tại khoa văn hóa du lịch của trường Đại học Tân Trào. Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm du lịch đặc biệt của Tuyên Quang, đó chính là khu du lịch Sứ Khoáng Mỹ Lâm. Một buổi thực hiện ghi hình và trải nghiệm thực tế của các bạn sinh viên khoa văn hóa du lịch trường Đại học Tân Trào. Việc ghi hình tại các địa điểm du lịch để quảng bá trên mạng xã hội đang là cách làm hiệu quả để giới thiệu về các sản phẩm du lịch của tỉnh trong thời điểm hiện tại. Ban quản lý các khu du lịch ngày hôm nay cho em đi trải nghiệm thực tế tại khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm bằng phương thức review thì theo cảm nhận của em là với phương thức này mình sẽ có thể phát triển được du lịch Tuyên Quang rộng hơn ra thế giới hoặc là đối với những tỉnh khác. Trong năm qua, công tác xúc tiến quảng bá du lịch từng bước chuyên nghiệp hóa, đổi mới hình thức và nội dung trên nhiều hạ tầng số. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giới thiệu về miền đất, con người, văn hóa, du lịch của tỉnh, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đưa hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các đồng chí trong phòng nghiệp vụ du lịch là xây dựng cái chương trình quảng bá trên mạng xã hội. Và qua các cái chủ đề du lịch đó thì chúng tôi đã tìm ra tất cả những cái tiềm năng du lịch hấp dẫn của các cái khu điểm để giới thiệu quảng bá cho du khách sâu rộng hơn đến với toàn thể du khách. Chúng tôi đã và đang khảo sát các tour tuyến mới để giúp cho du khách được trải nghiệm du lịch lịch sử và kết hợp với lại du lịch dã ngoại, đồng thời sẽ phối hợp với người dân để tạo các tour tuyến cũng như là xây dựng những cái khu vực mà có cảnh quan, tạo cảnh quan để du khách được đến trải nghiệm cũng như thưởng thức các cái sản phẩm đặc sắc của Tuyên Quang. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, lựa chọn hình thức quảng bá phù hợp với tình hình dịch bệnh, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh đã xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của tỉnh, qua đó thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia tìm hiểu về du lịch Tuyên Quang. Sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương. Tin quốc tế, cơ quan tư vấn về tiêm chủng tại Australia trong tuần này đã ra khuyến cáo về việc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 từ 6 tháng xuống còn 5 tháng để nhằm làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Omicron. Theo khuyến cáo mới nhất từ nhóm cố vấn về kỹ thuật tiêm chủng Australia, chính phủ nước này sẽ rút ngắn một tháng thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, tức là từ 6 tháng sau thời điểm tiêm mũi thứ hai xuống còn 5 tháng. Mặc dù chính phủ và giới chuyên gia y tế đều có chung nhận định, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dữ liệu nào cho thấy biến thể Omicron có khả năng gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó của COVID-19. Bộ Y tế Australia cho rằng việc rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường sẽ giúp giảm tốc độ lây lan của biến thể mới, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho người dân. Theo Bộ Y tế nước này, trong bối cảnh biến thể Omicron đang tiếp tục lây lan, dữ liệu thống kê tại một số quốc gia cho thấy các mũi tiêm bổ sung đã giúp tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài thời gian bảo vệ của vaccine, làm giảm tỷ lệ lây nhiễm cũng như tỷ lệ bệnh nặng và nguy cơ tử vong. Hôm qua, Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Liverpool của Anh. Tại đây, thì các bên tham dự hội nghị thảo luận hàng loạt vấn đề quốc tế cấp bách, trong đó có tình hình Ukraine và khôi phục kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có biện pháp đảm bảo khôi phục kinh tế hậu đại dịch COVID-19.
Ngoại trưởng Đức tuyên bố G7 đã nhất trí rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới việc Nga tập trung lực lượng ở biên giới Ukraine, các bên cần trở lại đàm phán. Tại đây, Ngoại trưởng Đức cũng đề cập đến định dạng Normandy, Nga, Đức, Ukraine, Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên Ngoại trưởng các nước G7 họp cùng với các đối tác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ thảo luận cùng nhóm G7. Anh, nước đang giữ chủ tịch luân phiên G7 cũng đã mời Hàn Quốc, Ấn Độ tham gia các phiên họp mở rộng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng quốc gia, các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19. Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần qua. Ngày 7 tháng 12 đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự kiến năm 2021 có 17 trên 20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Có 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ và chỉ tiêu về thu hút khách du lịch. Năm 2022, tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu và 20 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, dự kiến tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP tăng 8,3%. GDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề về nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, cũng như các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022. Cũng trong ngày 7 tháng 12 đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong 20 năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động. Đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 9.300 hợp tác xã, 16 liên hiệp hợp tác xã, hơn 44.000 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt 55-80%. Tại Tuyên Quang, trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2021, đã có 42 hợp tác xã chuyển đổi theo luật hợp tác xã. Hiện toàn tỉnh có hơn 160 hợp tác xã phi nông nghiệp, tổng vốn khoảng trên 320 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trên 3 lĩnh vực, công nghiệp, thương mại dịch vụ và vận tải. Ngày 10 tháng 12, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lại các chỉ tiêu, cơ cấu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật số liệu mới nhất, đặt ra những mục tiêu cao hơn để thành phố phát huy lợi thế và tiềm năng, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh. Để đảm bảo phát triển bền vững và tầm nhìn xa, cần nâng tỷ lệ mật độ đất giao thông ở mức độ cao nhất, bổ sung khai thác phát triển dịch vụ soi tỉnh húc, lợi thế của sông Lô và hai bên bờ sông, quảng trường Nguyễn Tất Thành theo quy hoạch mới. Về giao thông cần đảm bảo tính kết nối liên vùng với các tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng tại kỳ họp này, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Trong tuần qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi là học sinh tại các trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Để phục vụ tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế tại các điểm tiêm, hỗ trợ phụ huynh học sinh khai báo y tế, chuẩn bị tâm lý sức khỏe tốt cho trẻ trước khi tiêm chủng và theo dõi sức khỏe sau tiêm. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có công văn số 3489 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 18 giờ ngày hôm nay 12 tháng 12, tạm dừng các hoạt động dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, massage, sông hơi cho đến khi có thông báo mới. Dừng hoạt động kinh doanh quán vỉa hè. Các phòng tập gym, yoga, hoạt động thể dục thể thao, các điểm kinh doanh như là quán trà chanh, quán giải khát, quán bia, quán cà phê tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Khu vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, bia được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách theo quy định. Các cơ sở kinh doanh như là chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách theo quy định. Đối với các nhà hàng quán ăn ở trong nhà, thực hiện tốt công tác vệ sinh khử khuẩn, không được tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
đối với các nhà hàng quán ăn có thể bố trí tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Các khu điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, các khu vực như là quảng trường, công viên Hồ Tân Quang, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K và đảm bảo khoảng cách. Lưu ý là các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên thì bắt buộc phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện niêm yết dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã QR, khai báo y tế điện tử khi vào hoặc ra, phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đối với các khu phong tỏa, cách ly, yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Các khu vực khác thì thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Vận động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự hạn chế tối đa việc tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người. Hết văn bản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.